chương không người thủ biên bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com người ngủ muộn đều có chuyện xưa màn đêm đã sâu trần thương nằm trên giường trằn trọc khó mà ngủ không phải là bởi vì thiếu hụt người bên gối mà không ngủ được mà là bởi vì hắn không thể không tiếp nhận một sự thật hắn xuyên qua nguyên chủ ký ức giống như chảy ra cường thế rót vào trong đầu hắn không cho phép hắn có nửa phần phản kháng hiện tại người hắn tại một cái gọi tháng đủ quốc độ, thân phận là một mang tội thủ biên quân tốt. Trong đầu hắn suy nghĩ cuồn cuộn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ biến thành một câu nói. Một đời trước xe vây phòng vây giống như núi ép tới ta không ngóc đầu lên được, như vậy gặp gỡ, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tình cảnh trước mắt, Trần Thương lại là một tình cảnh bi thảm. Ba tháng trước, đại nguyệt quốc quốc đô phát sinh chấn động thiên hạ, phong nguyệt đình tán. Ở đây án bên trong, trấn đông đại tướng quân Tiết Lâm viễn một nhà bị chém đầu cả nhà. Cái khác bị liên lụy người đếm không hết. Nguyên chủ Trần Thương cùng phủ tướng quân có chút quan hệ, cũng nhận liên lụy, bị đầy đi xung quân, từ đây trở thành một người thủ biên. May mắn họ trần hắn mà không họ tiếc, không phải vậy đầu sớm mất. Xung quân biên cảnh xung quân, thế nhưng là trọng hình đây không phải một đoạn thời gian đơn giản như vậy, mà là cả đời. Lúc này Trần Thương vị trí là đại nguyệt quốc bắc cảnh lương thành, hoàn cảnh ác liệt, là nổi danh lạnh lẽo chi địa. Vốn, cùng hắn cùng nhau bị đầy đi đến lương thành xung quân có 8 người. Nhưng, quốc đô đến lương thành núi cao đường xa, mảnh thú ẩn hiện, giặc cướp cản đường, nguy hiểm trùng điệp. Dưới đường đi tới, trong đó bốn người lần lượt chết ở trên đường. Nửa tháng trước, bốn người còn lại rốt cuộc đã đến đến Lương Thành. Nhưng ba người khác lại cực kỳ suy yếu, một bệnh không dậy nổi, cũng lần lượt chết mất. Nguyên chủ tu luyện qua một chút công phu quyền cước, thân thể không tệ, kháng trụ xa vời đường xá, kháng trụ ống đau hành hạ, sống đến cuối cùng. Nhưng, ban ngày hắn trong quân đội thao luyện thời điểm đầu bị người gõ một côn, kết quả một mệnh ô hô. Sau đó, Trần Thương xuyên qua tới, chiếm cứ nguyên chủ thân thể biên cảnh nghèo nàn có hoang phỉ tập kích quấy rối có hoang thú tướng ngược trong quân nhân mạng như sâu kiến hy vọng sống sóc mong manh nằm trên giường trần thương rên rỉ một tiếng thế này sao lại là giải thoát rõ ràng chính là một loại mới đau khổ mơ mơ màng màng ngủ nửa đêm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm trần thương liền dậy ngủ trễ dậy sớm đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen bởi vì trên người có ngàn cân gánh chịu rửa mặt thời điểm hắn đánh giá trong gương đồng mình, linh hồn là mình, dung mạo, thân thể lại thay đổi. Không thay đổi chính là, cả người vẫn là như vậy đẹp trai. Vóc người thon dài, mày kiếm mắt sáng, xưng là công tử thế vô song cũng không phải là quá đáng. Điều này làm cho hắn hơi cảm giác an ủi. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến một đạo thô kịch âm thanh. Trần Thương, tỉnh sau là sát vách lão vương âm thanh. Trần Thương mở cửa, thấy được đứng ở cửa một người mặc giáp trụ nam tử trung niên. Nam tử sắc mặt vàng như nến, da thô ráp, trên mặt còn có từng đầu nếp uống. Đây là trải qua bão cát tàn phá, là trải qua bắt cảnh năm tháng tẩy lễ dấu vết lưu lại. Hắn gọi Vương Thịnh, 40 tuổi, thuộc về trong quân lão tốt, tại Lương Thành nhập ngũ vượt qua 20 năm. Hắn sâu đã hiểu sinh tồn chi đạo. Năm đó cùng hắn cùng nhau đầu quân người đã chết chết, thương thì thương, nhưng hắn còn sống nổi hảo hảo đây là một loại bản lãnh trần thương lên tiếng chào hỏi vương thúc vương thịnh nhìn một chút trần thương đầu còn đau không từng thu trần thương hai lượng bạc hắn liền thuận tiện đến đây quan tâm một chút trần thương có lẽ chẳng qua là làm dáng một chút nhưng xã hội này liền cần sẽ làm bộ dáng lời nói nguyên chủ trần thương cũng là biết làm việc đi tới quân doanh về sau phân biệt cho trong quân người tặng bạc xem như quà ra mắt đại khái chính là ta là người mới mới đến các vị đại lão thu bạc cũng không muốn quá làm khó ta cũng xác thực như vậy trong quân phần lớn lão tốt không có quá làm khó hắn cùng hắn cùng đi đến trong quân ba người kia bởi vì không có tặng bạc bệnh nặng hấp hối không có người quản cuối cùng chỉ có thể ôm hận qua đời trần thương sờ một cái đầu nói còn có chút đau chẳng qua không có gì đáng ngại Vương Thịnh vào, sau đó lại đem cửa đóng lại. Không có gì đáng ngại thuận tiện, cho dù vướng bận, việc vẫn là phải làm, dù sao nơi này là trong quân. Trần Thương gật đầu, ừm, Vương Thúc, ta đã biết. Trong quân cũng không so với địa phương khác như vậy tự do, cho dù có bệnh, ngươi cũng được khiêng. Vương Thịnh về sau nhìn thoáng qua, xác định cửa đóng chặt chẽ về sau, nói nhỏ. Ngươi có phải hay không cho trương quyền bạc không có tặng đủ, không phải vậy ngày hôm qua một côn là không cần chịu ngày hôm qua trong quân thao luyện nguyên chủ chính là để trương quyền một gậy đập chết trần thương tìm tòi ký ức lúc trước nguyên chủ cũng cho trương quyền kia tặng hai lượng bạc hắn nghe xong không khỏi nói có lẽ đi vương thịnh hảo ý nhắc nhở trong quân là thuộc trương quyền yêu nhất bạc nếu ngươi bạc không có tặng đủ sau này sẽ còn bị thua thiệt cho nên ngươi hay là nhỏ tâm điểm. Trần Thương mặt lộ vẻ cảm kích, nặng nề gật đầu, cảm ơn Vương Thúc nhắc nhở. Vương Thịnh vương tay, vỗ vỗ Trần Thương bả vai. Một khắc này, Trần Thương chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, thừa nhận không thể tưởng tượng áp lực. Sắc mặt gần như trắng bệch. Vương Thịnh sau khi thấy được, khẽ lắc đầu, chúng ta phải đối mặt hoang phỉ, phải đối mặt hoang thú. Ngươi thân thể này quá yếu, muốn sống sót, được gia tăng thao luyện mới được. Hắn chỉ kém chưa nói, nơi này là trong quân, thân thể ngươi xương quá yếu, sống không được bao lâu. Cái kia hai lượng bạc thật tặng đúng. Không phải vậy, hắn mới sẽ không theo Trần Thương một cái mang tội xung quân người nói nhiều như vậy, Trần Thương lâm vào trầm tư. Xác thực như vậy, bắt cảnh vốn là nghèo nàn, trong quân thời gian khó hơn. Muốn sống sót, cần phải có tráng kiện thân thể cùng thực lực cường đại. Muốn thực lực cường đại, chỉ có tu luyện. Muốn tu luyện cần phải có công pháp. Nguyên chủ mặc dù luyện qua một chút công phu quyền cước, nhưng chỉ có chiêu thức, không có khẩu quyết tâm pháp. Không có khẩu quyết tâm pháp, thành tựu cuối cùng là có hạn. Việc cấp bách vẫn là cần tìm một bộ công pháp. Thế nhưng là, công pháp khó được, cho dù có bạc cũng khó mua đến. Huống chi, một đường tới không được đoạn mất chuẩn bị, hiện tại trên người hắn cũng không có nhiều bạc. Thế là Trần Thương nhìn về phía Vương Thịnh, Vương Thúc, thật ra thì ta cố ý đặt chân con đường tu luyện, nhưng một mực khổ vì không có công pháp. Không biết Vương Thúc ngươi có hay không môn lộ mua đến công pháp, không có. Vương Thịnh rất dứt khoát lắc đầu, công pháp khó được, người tu luyện sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Ta cũng muốn mua một bộ tu luyện công pháp, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là không có mua đến. Trần Thương nghe xong, mặt ngoài nhẹ nhàng hít một tiếng trong lòng hắn lại hồ nghi, vừa rồi Vương Thịnh tự chụp mình thời điểm lực đạo lớn như vậy, vậy mà không có công pháp tu luyện, giả cũng có khả năng, là mình bạc không có tặng đủ. liền tại lúc này, trong ốc của hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Đinh, công pháp rút ra khí khóa lại thành công. Phát hiện mục tiêu, phải chăng rút ra âm thanh rất máy móc, không phải một tia tình cảm. Nhưng, tại Trần Thương nghe tới, là tuyệt vời như vậy êm tai. Một khắc này, nội tâm của hắn đột nhiên rung lên. Mọi người đều biết, sau khi xuyên Việt, phụ mẫu đều mất, lẽ loi một mình đều tiền đồ vô lượng. Nếu lại phù hợp hệ thống, vậy thì càng thêm không được. Hiện tại, hắn có thể nói hai điểm đều thỏa mãn. Điều này có ý vị gì? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.